Bạn có bao giờ thắc mắc một sản phẩm sản xuất ra đầu tiên tại trường sẽ được kiểm tra như thế nào không? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm quần chống cháy đầu truyền tại xưởng may, từ việc kiểm tra vải, phụ kiện đến đánh giá kỹ thuật may chi tiết. Hãy cùng theo dõi để hiểu rõ hơn và đảm bảo chất lượng sản phẩm tối ưu nhất nhé. Chào mừng tất cả các bạn đến với video hướng dẫn kiểm tra mẫu đầu truyền của Quisin Life. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách kiểm tra mẫu đầu truyền, bước quan trọng để thực hiện một sản phẩm đúng của truyền tại xưởng may. Đây là mẫu cắt tỉa xong rồi mẫu đầu truyền lấy để Quisin Life kiểm tra mẫu đầu truyền vừa mới ra. Đầu tiên rồi chúng ta sẽ so sánh giữa mẫu đầu truyền và mẫu gốc. Đây là mẫu gốc và đây là mẫu đầu truyền khi truyền may ra. Chúng ta sẽ kiểm tra mặt trong trước, so sánh giữa mẫu gốc và mẫu đầu truyền, sẽ kiểm tra từ trên xuống dưới, so sánh giữa hai bên mẫu. Kiểm mặt trước xong chúng ta sẽ kiểm sang mặt sau. Sau khi kiểm xong mặt trong của quần thì mình sẽ lộn mặt phải để kiểm mặt ngoài. Trong lúc này mình sẽ gài nút kiểm tra luôn, gài dây đeo vô coi thử nó có chắc chắn hay không, có khớp hay không. Mẫu cũng vậy, mình sẽ lộn ra để so sánh giữa mẫu với lại mẫu đầu truyền với lại mẫu gốc. Cũng như mặt trong, mình sẽ kiểm tra tất cả các chi tiết so sánh giữa bên mẫu đầu truyền với lại mẫu gốc. Coi thử các đường diễu và đường đóng nắp túi thử có khớp và giống như mẫu gốc hay không. Sau khi kiểm tra mặt trước thì mình sẽ kiểm tra mặt sau. Sau khi mình đã so sánh giữa mẫu đầu truyền với lại mẫu gốc thì mình sẽ so sánh so với tài liệu và bảng màu. Đây là tài liệu, bảng màu của nó đây. Mình kiểm tra cái chỗ nào là mình sẽ tích vô chỗ đó, coi như chỗ đó là mình đã kiểm tra rồi để biết nếu có sót thì mình nhìn vô mình còn biết.
Cái này là phần kiểm tra đáp gối. Bãi gối, đáp gối cần với sắt đen. Trong này nó sẽ có một miếng sắt đen nè. Đường ráp gối chắc một xăng giữ mí. Đây người ta đã ráp một xăng sẵn rồi, có giữ mí. Đây là đường giữ mí của nó. Sắp vàng may xung quanh trên vải chính. Trong này nó đã có sắp vàng sẵn rồi. Lúc mà kiểm vỏ lót là người ta đã có kiểm. Đây là kiểm về phần nẹp ba gót. Mình sẽ đi theo tài liệu. Này là đo thông số của nó. Đo khoảng cách nút. Có nút mặt lồi và mặt lõm. Tiếp là sẽ kiểm tra tới dây đeo. Khoảng cách dây đeo sau như tài liệu là 8 xăng. Cộng trừ dung sai bao nhiêu thì nằm trong này. Cái này là phần xẻ tà. Mình sẽ kiểm tra phần xẻ tà. Mấy cái dấu tích này là lúc kiểm tra trên truyền. Mấy cái bán thành phẩm lại có đo. Và bây giờ lúc mà lên tới thành phẩm là mình sẽ đo lại một lần nữa để cho chắc. Mình đo đủ size và chắc chắn là nó sẽ không bị lẫn lộn. Lúc mình đo thông số này mình sẽ kiểm tra thử nó có nhôm gai, nó có dính với nhau không. Này đo thu eo lưng. Ẩm vô truyền đó, mình đã kiểm tra một lần nhưng mà lúc lên thành phẩm mình cũng kiểm tra lần nữa để tránh sơ sót. Đây vải chính của nó sẽ tích vô này. Sắp vàng đắp gối, nó đã nằm trong này rồi, lúc kiểm tra bán thành phẩm đã có thể hiện sắp vàng đắp gối. Vải đệm đắp gối mặt ngoài đây. Đây là vải lót khăn, vải lan nằm bên trong lót. Mình sẽ nhìn theo cái tên đơn hàng này, TRFA. Mình đang làm đơn TRFA. Cái này là của bản màu của đơn TRFB cực chung luôn. Nhưng mà cái chỗ nào không sử dụng người ta sẽ có gạch bỏ này nè. Chấm bị sai sót. Mình có nhầm thun eo lai. Trong này có thun eo lai nè. Nghe đeo TRFA. Đây nhãn rệt đích tôn sườn ngoài trái này, bên trái bên này nút ba gót. Bốn phần, 1 cộng 4 2 3.
Rồi. Khoang D điều chỉnh. Khoang của nó đây. Cái lùi để điều chỉnh nè. Khóa cài đôi. Đây là khóa cài đôi của nó nè. Nhãn co. Đây. Đây là nhãn co test của đơn hàng. Mình sẽ dò chữ nè. Ok. Còn phần này là phần bên nguyên phụ liệu để đóng gói. Này là sẽ bên hoàn thành sẽ kiểm tra. Rồi, tép lan. Hà này tép lan nó có lan bên trong rồi. Nó kiểm dở sẽ thấy. Tép viền thì phát vàng. Đây. Dạ quang. Thì phát nè. Gai túi đùi lai. Đây, nhung gai đó nè. Tép dây điều chỉnh eo. Dây kéo ấm. Đây. Nó sẽ có ký hiệu chữ này và cái code của nó. Code của nó là mình đã kiểm tra lúc mà trong cái bịch khách gửi về. Ở này có cái chữ ký hiệu của nó. Rồi, dây kéo rồi, người ta đã tắt một đầu rồi. Sử dụng bên không có đầu dây kéo, cục chặn dây kéo. Đó là chỉ, sử dụng chỉ bên trong. Cái này chỉ bên trong mình đã kiểm tra lúc mà hàng móc chỉ lên truyền nè. Rồi. Sau này mình sẽ kiểm tra về hàng coi thử nó có đẹp hay không. Mình sẽ chụp lại các hàng để góp ý gửi lên team. Thì kiểm tra xong là mấy cái hình này mình sẽ chỉnh sửa. Tắt đi. Rồi mình sẽ ghi cái lỗi như vậy. Như này bị giữ bạn nè, em sẽ đánh dấu như này luôn. Để cho mình gửi lên team là mọi người nhìn vô để biết cái lỗi này nó như vậy. Rồi xong mình sẽ báo cáo lên team và tăng những người có liên quan tới đơn hàng. Mình tăng vô để người ta coi và người ta theo dõi chỉnh sửa đơn hàng một cách nhanh nhất. Này, ví dụ như vậy. Sang kỹ thuật truyền trưởng vào để người ta coi và người ta chỉnh sửa. Sau khi gì xong mẫu đồ truyền, mình sẽ đem lên phòng kỹ thuật để cho phòng kỹ thuật kiểm tra tiếp theo. Sẽ đem mẫu gốc với mẫu đồ truyền lên cho họ. Cuối cùng sau khi việc hoàn thành kiểm tra và làm báo cáo đầy đủ thì việc kiểm tra kỹ lưỡng và tuân thủ theo quy trình kiểm tra QC Inline sẽ giúp cho việc kiểm tra chất lượng nó đạt được hiệu quả và tăng được hiệu suất sản xuất của công ty. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu cảm thấy video này hữu ích nhớ like và share kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.